Không khí Tết đã tràn ngập trở lại tại Trung Quốc sau gần 3 năm áp dụng các biện pháp hạn chế phòng dịch nghiêm ngặt. Các nhà ga đã đông đúc mọi người về quê ăn Tết, còn các siêu thị thì bận rộn chuẩn bị hàng hóa với dự báo là sức mua hàng sẽ tăng mạnh trong dịp nghỉ lễ này. Hàng trăm triệu người dân Trung Quốc bắt đầu hành trình về quê ăn Tết Nguyên đán cùng gia đình và người thân. Trong sự háo hức, Nhung cũng khá lo lắng khi số ca mắc COVID-19 vẫn gia tăng. Ông bà tôi cứ liên tục nhắc tôi sớm về quê ăn Tết với ông bà. Lâu rồi chúng tôi chưa gặp nhau nên ông bà rất nhớ tôi. Tôi chưa mắc COVID-19 nhưng tôi cũng khá lo lắng nếu tôi mang virus về quê. Dự báo tổng lưu lượng hành khách đi lại trong kỳ xuân vận này sẽ đạt gần 2,1 tỷ lượt, tăng 99,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Các kệ hàng ở siêu thị cũng đầy ắp hàng hóa phục vụ Tết, giá cả nhiều mặt hàng thiết yếu được giữ bình ổn. Chúng tôi dự báo sức mua của người tiêu dùng có thể tăng từ 3 đến 4 lần so với năm ngoái, nên đã có sự chuẩn bị từ cách đây một tháng. Khách mua hàng trực tuyến tăng rất mạnh trong những ngày gần đây. Tại tỉnh Chiết Giang, một trong những địa phương có truyền thống ăn Tết Nguyên đán sớm, người dân đang bận rộn chế biến và đóng gói sẵn những viên cá, viên chiên vàng, món ăn tượng trưng cho sự thịnh vượng theo văn hóa địa phương trong mâm cơm tất niên. Nhiều người cũng tranh thủ treo những tảng thịt lợn lớn trước cửa nhà để hong khô, dành ăn Tết như truyền thống lâu nay. Sắm Tết thì không thể bỏ qua những món đồ trang trí truyền thống như cầu đối, đèn lồng đỏ. Thị trường này tại Trung Quốc năm nay cũng rất đa dạng.